Thùy Tiên bất ngờ gửi lời cảm ơn ngọt ngào đến Hoàng Linh Vlogs sau khi dân tình đẩy thuyền. Trước bài viết của Hoàng Linh Vlogs, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã nhanh chóng gửi lời cảm ơn ngọt ngào đến anh trong những ngày từ thiện ở Angola. Hành động của nàng hậu sinh năm 1998 khiến dân tình không khỏi thích thú và thả tim lia lịa. Nổi tiếng là nàng hậu xinh đẹp và thân thiện, Miss Grand International Nguyễn Thúc Thùy Tiên hiện trở thành tâm điểm chú ý khi đang làm thiện nguyện ở Angola. Tại nơi xứ người, nàng hậu sinh năm 1998 được fan đẩy thuyền nhiệt tình với nam vlogger Quang Linh. Trong những video clip được ghi lại trong chuyến hành trình, mỹ nhân gốc Sài Thành khiến netizen thích thú bởi những khoảnh khắc thân mật với anh chàng gốc Nghệ An. Qua những hành động và cử chỉ thân thiết cả hai dành cho nhau, người hâm mộ cũng tích cực đẩy thuyền. Trong bài viết mới đây trên trang cá nhân của mình, Quang Linh đăng tải loạt ảnh cùng Thùy Tiên trong những ngày thiện nguyện tại Angola. Ngày đầu tiên, cô cùng nhóm Quang Linh tặng 2 giếng nước sạch cho bà con và tặng quà cho các em nhỏ. Ngày thứ hai, cô đến thăm nhà tình thương, các con nuôi của nhóm Quang Linh Vlog và bạn nông nghiệp. Trong suốt chuyến đi, Thùy Tiên đều ăn mặc giản dị, trang điểm đơn giản và rất hòa đồng với mọi người. Bên cạnh công tác thiện nguyện, đương kim Miss Grand International còn ghi điểm bởi gu thời trang giản dị mộc mạc. Từ ngày sang Angola, Thùy Tiên đã ghi điểm với người hâm mộ bởi hình ảnh mộc mạc giản dị. Là hoa hậu của một cuộc thi quốc tế, song mỹ nhân 9X lại chẳng màng đến hình ảnh của mình. Ngoài ra, chiếc khăn rằn đậm bản sắc Việt trở thành món phụ kiện được người đẹp tích cực lăng xê. Đáng chú ý, sau khi bài viết Quang Linh Vlog chia sẻ, dưới bình luận Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ gửi lời ngọt ngào đến anh, khiến dân tình thích thú thả tim lia lịa. Trước đó, trong một vlog của Quang Linh, netizen cũng nhìn thấy sự quan tâm của nàng hậu dành cho anh. Cụ thể, khi đang di chuyển sau nam vlogger, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế giúp anh gỡ mắt áo đang mặc. Tuy nhiên, Quang Linh đã phát hiện và cười đùa rằng mình muốn giữ nguyên để khoe chiếc áo mới. Xuyên suốt hành trình ý nghĩa của Thùy Tiên tại Angola, người hâm mộ cũng tích cực đẩy thuyền mối quan hệ tình cảm giữa người đẹp và Quang Linh Vlog. Theo đó, netizen phát hiện nam vlogger có những hành động thân thiết, hỗ trợ và quan tâm người đẹp khi lần đầu đến Angola. Trong lần phỏng vấn ngắn, Quang Linh nhận xét về Thùy Tiên: giỏi, xinh, thân thiện. Tôi ấn tượng với Tiên là người vui tính, dễ thương. Còn người đẹp sinh năm 1998 nói về Quang Linh rằng: nhát, vui tính, đáng khâm phục. Tôi nể anh Linh vì ở độ tuổi trẻ nhưng có suy nghĩ và lý tưởng đẹp. Đó là điều khiến tôi nể. Tôi thấy anh Linh là người sống vì người khác. Cô cũng cho biết đã liên hệ với ekip của Quang Linh từ rất lâu để bàn bạc, đưa ra những việc thiết thực nhất để hỗ trợ người dân. Khi được nói về việc fan gán ghép đẩy thuyền, Thùy Tiên bật cười. Tôi thấy rất vui vì mọi người đều yêu quý, theo dõi hai anh em nên cảm thấy rất may mắn. Quang Linh cũng ngại ngùng cười, cảm ơn tất cả các bạn. Không chỉ thế, cả hai cũng gây cười khi có những nhận xét chân thật về nhau. Nếu Thùy Tiên nể phục những gì Quang Linh làm, thì anh chàng vlogger lại khen nàng hậu vỏn vẹn hai chữ, dễ thương, vui tính. Đáng chú ý, Thùy Tiên chê Quang Linh thiếu sâu sắc khi nhận xét về mình quá ngắn gọn. Không chỉ thế, trên kênh YouTube của một thành viên trong nhóm Cuộc Sống ở Châu Phi cùng Quang Linh gây chú ý khi đăng tải video bữa tiệc chào đón Hoa hậu Thùy Tiên có chuyến làm việc từ thiện ở Angola. Trong bữa tiệc giản dị ấm cúng, Hoa hậu Thùy Tiên trang điểm nhẹ nhàng, diện trang phục đơn giản, đi đôi dép tổ ong màu xanh và thoải mái giao lưu cùng mọi người. Trước sự chu đáo, nhiệt tình của mọi người, Thùy Tiên không giấu được sự xúc động. Khi thấy trên bàn ăn có món cua mình thích, người đẹp sinh năm 1998 liên tục vỗ tay khiến mọi người bật cười. Vào bữa ăn, Quang Linh Thùy Tiên được xếp ngồi cạnh nhau, lấp ló ở gần đó là chữ hỷ đỏ rực dán trên tường. Dù chỉ là sự trùng hợp, nhưng dân tình nhanh chóng liên tưởng đến việc cặp đôi làm tiệc báo hỷ. Trước khi cùng Miss Grand International 2021 trao tặng 2 giếng nước sạch cho người dân Angola, Quang Linh cũng là một người khá nổi tiếng với cộng đồng mạng. Theo đó, chàng trai trẻ sinh năm 1997 đang sở hữu một kênh YouTube Quang Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi với 2,78 triệu người đăng ký. Từng làm công việc của một thợ xây dựng khi vừa tốt nghiệp phổ thông, chàng trai Phạm Quang Linh sinh năm 1997 người Nghệ An đang nhận được sự chú ý lớn của nhiều người trong những ngày gần đây khi xuất hiện cùng Hoa hậu Thùy Tiên trong dự án mang nước sạch đến Angola.